Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay thì Việt Nam đã có 184.124 phương tiện trên 20 tuổi. Trong đó có 2.613 ô tô chở 9 người đã hết hạn sử dụng. Vì vậy, cơ quan đăng kiểm cho rằng lúc phải thay đổi tiêu chuẩn khí thải với xe cơ giới để bảo vệ môi trường. Cục đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải dự thảo lần thứ hai về lộ trình nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải. Theo đó, đề xuất giảm chỉ số mức phát thải khí CO, carbon monoxide đối với các xe sử dụng xăng từ 4,5 mức 1 xuống 3,5 mức 2, chỉ số HC, nồng độ hydrocarbon từ 1.200 ppm xuống còn 800 ppm. Xe sử dụng nhiên liệu dầu diesel sẽ giảm nồng độ khí thải từ 72% xuống 60%. Cũng trong dự thảo này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất chia đối tượng áp dụng các mức khí thải làm hai loại, ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng và ô tô tham gia giao thông. Cụ thể, lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông dự kiến. Xe sản xuất trước năm 1999 tiếp tục áp dụng mức 1 tương ứng với từng loại động cơ. Xe sản xuất từ năm 1999 đến 2008 phải áp dụng mức 2 tương ứng với từng loại động cơ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Xe sản xuất sau năm 2008 phải áp dụng mức 2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng dự kiến. Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức phải áp dụng mức 4 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ô tô lắp động cơ cháy do phải áp dụng mức 3 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Cũng trong dự thảo này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất chia đối tượng áp dụng các mức khí thải làm hai loại, ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng và ô tô tham gia giao thông. Quy định này không áp dụng đối với ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.